chuyện về cô nữ sinh quàng khăn đỏ cho Bác Hồ. Các bạn thân mến, diễn viên liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1943, là con út trong một gia đình yêu nước ở làng La Qua, phủ Điện Bàn, nay là xã Điện Bình, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 11 tuổi, chị theo gia đình tập kết ra Bắc, rồi trở thành cô nữ sinh trường Trưng Vương, Hà Nội. Cô nữ sinh miền Nam dễ thương, học giỏi, hát hay và múa đẹp ấy đã tự tay quàng khăn quàng đỏ lên vai Bác Hồ trong một lần Bác bất ngờ đến thăm các em học sinh ở câu lạc bộ Thống Nhất. Để các bạn hiểu hơn về cô nữ sinh đặc biệt này, Chân Dung Lịch Sử mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây. Cô nữ sinh đa tài. Cựu chiến binh Võ Chân Thành, anh trai diễn viên liệt sĩ Phương Thảo, kể lại: theo Hiệp định Geneva năm 1954, gia đình tôi tập kết ra miền Bắc. Tôi đóng quân tại Thanh Hóa, sau chuyển ngành công tác ở Bộ Văn hóa. Phương Thảo khi ấy mới 11 tuổi, ngây thơ hỏi tôi: bà con miền Nam tiễn bộ đội ra Bắc thường chào bằng hai ngón tay là thế nào? Tôi đáp: theo hiệp định đã ký thì sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử và thống nhất nước nhà. Bà con chào bằng hai ngón tay là lời hứa hẹn 2 năm nữa sẽ gặp lại nhau đấy. Tôi đưa Phương Thảo ra Hà Nội học cấp 2 tại trường Trưng Vương, theo tiêu chuẩn học sinh miền Nam. Hai anh em tôi ở khu tập thể Bộ Văn hóa. Vào một buổi chủ nhật, tôi cùng Phương Thảo đến câu lạc bộ Thống Nhất, bên Hồ Hoàn Kiếm. Bất ngờ hôm đó, Bác Hồ đến thăm học sinh miền Nam. Phương Thảo rất đỗi tự nhiên, lấy một chiếc khăn quàng đỏ của bạn, mạnh dạn quàng lên vai Bác. Phóng viên báo Tổ quốc kịp thời chụp được khoảnh khắc quý này. Thật vinh dự cho Phương Thảo, cho gia đình tôi và cho biết bao học sinh miền Nam lúc đó. Thấy Phương Thảo có năng khiếu nghệ thuật, các anh ở Bộ Văn hóa tuyển vào làm diễn viên múa Đoàn Ca múa Trung ương, nay là Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam, tại khu Văn Công, Cầu Giấy. Sau một thời gian ngắn được đào tạo, Phương Thảo đã trở thành diễn viên xuất sắc, tham gia biểu diễn chào mừng các hội nghị và phục vụ một số đồng chí lãnh đạo tại Phủ Chủ tịch. Phương Thảo vinh dự lại được gặp Bác Hồ và thường kể chuyện về Bác cho gia đình tôi nghe. Có lần Phương Thảo mời ba mẹ và tôi cùng dự buổi diễn. Tôi nhớ mãi cảnh Phương Thảo đóng vai thiếu nhi miền Nam rất nhí nhảnh, thông minh, dùng quả lựu đạn gỗ đe dọa giặc, bảo vệ đồng bào. Phương Thảo nhiều lần được cùng đoàn lưu diễn ở Trung Quốc, Indonesia, Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa và dự liên hoan thanh niên thế giới tại Phần Lan. Ở Indonesia, Phương Thảo là người nhỏ tuổi nhất đoàn, được giao nhiệm vụ tặng hoa cho Chủ tịch Đảng Cộng sản và Tổng thống Indonesia. Cô Giao Liên luôn lạc quan. Cuối năm 1965, đầu năm 1966, giữa lúc tài năng đang nở rộ trên sàn diễn Hà Nội, thì cũng là lúc đế quốc Mỹ vi phạm Hiệp định Geneva tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ xâm lược miền Nam. Đó là giai đoạn vô cùng ác liệt, bà con miền Nam đang phải chịu thế kìm kẹp của chính quyền Mỹ. Nghe theo tiếng gọi của tiền tuyến, chị hăng hái khoác ba lô vượt Trường Sơn trở về miền Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu chống Mỹ bằng tài sắc nghệ thuật của mình. Theo lời kể của cựu chiến binh Võ Chân Thành, ông chia sẻ: vào miền Nam là vô cùng gian khổ, chắc em phải hành quân dạp Trường Sơn, không biết em có chịu đựng nổi hay không? Phương Thảo trả lời: em sẽ cố gắng. Biết Phương Thảo có người yêu là anh Nghị, tôi hỏi: Nghị có ủng hộ em đi hay không? Đắn đo chốc lát, Thảo nhẹ nhàng trả lời: chúng em đã nói chuyện với nhau nhiều, tạm biệt Nghị một thời gian, lúc nào về chúng em sẽ xin gia đình cưới. Vào miền Nam chiến đấu, chị Thảo được phân công về chiến trường quân khu 5. Cô gái đẹp như tiên dáng trần ấy mạnh mẽ giữa chiến trường khói lửa, tưởng chừng chỉ là vị trí dành cho những người đàn ông cầm súng. Khi là một cô du kích áo bà ba khăn rằn, tay không bắt giặc, khi là nữ chiến sĩ giải phóng quân, khi lại dịu dàng, e ấp đến mê hồn trong những câu ca điệu múa, làm bật lên những tiếng cười vui yên bình và thanh thản giữa vùng đất đầy mùi thuốc súng bom rơi. Cùng đi theo đoàn với Phương Thảo có nhà văn Hoài Hà, chị đã viết như sau: chúng tôi sống cùng với Thảo những ngày tháng gian khổ, ác liệt ở căn cứ núi rừng phía tây tỉnh Quảng Đà hiểm trở. Trời phú cho Phương Thảo thân hình gần như tối ưu của một diễn viên múa. Những tháng ngày ác liệt, nắng lửa, mưa rừng, những bữa ăn hầu như chỉ có củ mì và rau tàu bay, những cơn sốt rét rừng đã như bất lực trước làn da trắng hồng của cô diễn viên múa duyên dáng, lạc quan mơ mộng ấy.
trước mắt của lớp người cùng trang lứa, Phương Thảo như một kiệt tác của tạo hóa. Sau những giờ tập cật lực và những bữa ăn kham khổ, Phương Thảo lại viết nhật ký và hay ngồi một mình trên những tảng đá dọc bờ suối. Sau mỗi lần dàn dựng, Phương Thảo lại cùng với Đoàn Văn Công đi lưu diễn khắp vùng giải phóng ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên. Ở đâu Phương Thảo cũng luôn luôn nhận được sự quý mến và chăm sóc của mọi người. Trong một đêm biểu diễn tại Gò Nổi, Điện Bàn, sau buổi biểu diễn phải ngắt quãng nhiều lần vì pháo cầm canh của địch, mấy bà má ở Điện Hồng trong đám đông khán giả đang vây quanh Phương Thảo trầm trồ: "Con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần, giữa cảnh bom đạn này mà chẳng may gặp điều gì thì thật là đứt ruột." Trong một lá thư gửi về gia đình, chị Phương Thảo viết: "Đi Đức Phổ vui lắm, bom đạn phi pháp thường xuyên đe dọa, địch càn luôn, nhưng con rất thú, con chẳng hề sợ chi, con đã làm quen với bom đạn, đi lại rất dạn, chẳng hề nhút nhát, cậu mà yên lòng với con." Hy sinh anh dũng. Theo lời kể của nhà văn Hoài Hà, cuối năm 1966, Phương Thảo về lại Đoàn Văn Công giải phóng Quảng Đà trong mừng mừng tủi tủi, người còn người mất trong chiến đấu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ củng cố lại Đoàn Văn Công tỉnh, chúng tôi cùng với anh Khánh Cao và Phương Thảo thực hiện một chuyến đi công tác ngắn về khu Đông Duy Xuyên trước khi trở về căn cứ khu ủy Trung Bộ. Dự kiến sau đợt công tác này thì Phương Thảo sẽ ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới. Rời căn cứ Quảng Đà trong những cơn mưa tầm tã, theo chân Giao Liên đi trong đêm lúc rõ, lúc mờ, chúng tôi trượt ngã không biết bao nhiêu lần trên những con đường bờ ruộng trơn như mỡ và trên những chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua sông, qua mương. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải nằm dạp xuống ruộng khi có tiếng đạn pháo cối vụt qua đầu như xé vải. Cậu Giao Liên dừng lại, ghé miệng vào sát tai mỗi người, nói qua hơi thở: "Ngã nhẹ thôi, đồn giặc gần đây lắm, cố gắng lên, gần tới trạm rồi." Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì trước mắt đã hiện ra ánh đèn dầu lờ mờ và tiếng người nói trong căn hầm của trạm dưới một gốc tre gãy gục. Bỗng một tiếng rít đến nổi gai ốc, ngoánh chớp lóe lên và một tiếng nổ ù tai. Đất bùn, cành cây đổ ào, rồi có tiếng la: "Em bị thương rồi." Đích thị là tiếng Phương Thảo. Chúng tôi vội chạy đến thì thấy Phương Thảo nằm nghiêng, lưng đeo chiếc ba lô, mắt nhắm nghiền. Lay gọi mãi không tỉnh, định nghe tim còn đập hay không thì phát hiện ngực đã bị một mảnh đạn cối xuyên qua và phá một mảnh lớn ở phía sau lưng. Phương Thảo đã ngừng thở. Đưa Phương Thảo vào hầm, chúng tôi đứng lặng quanh. Cùng với du kích xã Xuyên Thanh, chúng tôi góp dù góp võng, gói ghém chôn cất Phương Thảo ngay trong đêm ở rìa làng Thông Một Xuyên Thanh, vừa bị pháo địch cày ủi. Tốp người lặng lẽ khiêng Phương Thảo đi trong đêm đen đặc, dưới giao thông hảo sũng nước và phải nằm rạp để tránh pháo địch, đưa Phương Thảo đến huyện. Chôn cất xong, chúng tôi lặng lẽ khoác ba lô, tiếp tục đi ngay trong đêm, bởi không thể ở lại nơi này vào ban ngày. Nỗi niềm của gia đình. Bà Võ Thị Như Ý, chị kế của liệt sĩ Phương Thảo kể rằng, 4 tháng sau khi Phương Thảo hy sinh, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh, người phụ trách Phương Thảo ở đoàn ca kịch Liên Khu 5 đã tìm đến gia đình, báo tin Phương Thảo hy sinh và trao lại chiếc ba lô còn loang vết máu, trong đó có củ sâm cậu Mạ gửi cho Phương Thảo trước ngày lên đường vẫn chưa được sử dụng. Năm 1976, gia đình mới nhận được giấy báo tử. Gia đình nhiều lần về Duy Xuyên để tìm mộ phần của liệt sĩ Phương Thảo mà không được. Cựu chiến binh Võ Chân Thành chia sẻ: "May mắn sau đó tìm hỏi nhiều lần gia đình, tôi biết được nơi chôn cất Phương Thảo trước đây. Đó là gia đình ông Văn Ba. Ông nguyên là cán bộ nông hội xã Xuyên Thanh, nay là xã Duy Châu. Ông Ba là một trong những người tận tay chôn cất nghệ sĩ Phương Thảo." Ông Ba kể: "Đêm chị Thảo hy sinh, trong tiếng pháo cầm canh không ngớt của địch, nhiều mẹ nhiều chị đã quây quần bên người con gái đẹp người đẹp nết mà mọi người ai cũng mến yêu, mặc cho chị bộ quần áo đẹp nhất trong nước mắt dâng trào. Nghệ sĩ múa Phương Thảo hy sinh khi mới tròn 24 tuổi xuân. Hải cốt của chị được người dân ở La Tháp, Duy Châu hương khói và gìn giữ qua bao lần địch cày đi sát lại. Bản thân ông Ba và nhiều người dân cũng chỉ biết đó là mộ phần của một diễn viên múa sau khi được đồng đội gửi lại chôn cất. Như vậy, kể từ ngày chị Phương Thảo hy sinh, ngày 6 tháng 4 năm 1967,
Cho đến năm 1995, là 28 năm, bà con địa phương vẫn giữ gìn được ngôi mộ. Gia đình chị Thảo xin phép bà con để gia đình cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa đưa hài cốt của chị về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo nguyện vọng và tình cảm thương tiếc của bà con địa phương, gia đình chị xây thêm một ngôi mộ ngay tại nơi đã từng chôn cất chị trước đây. Nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Việt Nam cho biết, từng sống với Phương Thảo nên mỗi lần xem lại bức ảnh Phương Thảo choàng khăn đỏ lên vai Bác Hồ, lòng tôi lại tràn ngập cảm xúc khó tả. Chuyện của Phương Thảo là hiện thực mà sao như huyền thoại. Liệt sĩ, nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo luôn là niềm tự hào của đội ngũ nghệ sĩ múa Việt Nam và của phụ nữ Việt Nam. Chị sẽ mãi là biểu tượng cho hình ảnh đẹp đẽ, mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam giữa thời chiến tranh khốc liệt. Còn bạn, hình ảnh của cô nữ sinh lạc quan, anh dũng, diễn viên, liệt sĩ Phương Thảo đã để lại cho bạn những cảm nhận như thế nào? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.